Thông báo của Đại sứ Nga đăng trên mạng xã hội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra một công ty Nga bán hơn 3.500 vé giả xem các trận đấu World Cup 2018 cho du khách và các đại lý du lịch Trung Quốc. Theo chuyên gia du lịch tại tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên, vụ lừa đảo bắt đầu sau khi lãnh đạo của một công ty Nga tự nhận là một cầu thủ đã giải nghệ, từng chơi cho giải ngoại hạng Nga, tiếp cận các công ty du lịch Trung Quốc. Có một rủi ro thực sự là người dùng phải trả rất nhiều tiền và không nhận được gì. Hơn nữa, đây là một loại gian lận trên mạng có thể dẫn đến việc bị mất cắp tiền trong tài khoản. Hiện nay, nhiều trang web không chính thống đang giao bán vé với giá lên tới 18.000 đô la Mỹ, tương đương 400 triệu đồng. Hầu hết đều yêu cầu thanh toán trước 100% số tiền. Nhưng trên thực tế, theo bảng giá của FIFA, giá vé xem các trận đấu tại World Cup 2018 dao động từ 105 đô la Mỹ cho đến 1.100 đô la Mỹ tùy khán đài và trận đấu. Đắt đỏ là vậy, nhưng theo các chuyên gia bảo mật, hầu hết vé bán được chào mời trên các website không chính thống sẽ không sử dụng được. Chính quyền Nga và ban tổ chức FIFA sẽ kiểm tra rất nghiêm ngặt và những tấm vé được bán lại như vậy phần lớn vi phạm các điều khoản của FIFA. Chẳng hạn như vé phải được đăng ký với tên cụ thể và chỉ có thể thay đổi nếu chủ sở hữu ủy quyền chuyển nhượng vé cho người khác. Nếu không đáp ứng được đúng yêu cầu, bạn có thể sẽ bị từ chối cho vào và mọi nỗ lực chi phí bạn bỏ ra coi như là bị ném ngoài cửa sổ. Cách duy nhất đảm bảo bạn có thể mua vé World Cup thật là tìm mua trên trang web chính thức của FIFA. Họ cũng có sẵn một trang chính thống dành cho những người muốn nhượng lại vé. Trong khi đó, tình trạng hàng giả liên quan đến World Cup cũng đang khiến cho giới chức đau đầu. Hơn 130.000 sản phẩm giả, bao gồm quần áo, bóng, có in hình FIFA World Cup đã bị thu giữ tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.